Dạ vâng, em xin gửi lời chào trân trọng nhất đến toàn bộ những vị khán giả đang theo dõi video của bên em nhá. Đây, với cái thời tiết nắng nóng như thế này mà đỉnh điểm lên đến, hôm trước em đọc thông tin đâu mà lên đến tận 65 độ các anh ạ. Em cũng không hiểu là họ đo ở đâu nữa. Đấy, thì với cái thời tiết như thế này thì các anh cứ việc ngồi ở nhà đúng không ạ, xem hàng, xem online và đặt hàng, bên em sẽ ship tận nơi cho mọi người nhé. Với cái giá thành cực kỳ là giật mình luôn, gọi là hỗ trợ vận chuyển tối đa cho mọi người. Em thật đấy là lấy là nói là hỗ trợ vận chuyển tối đa cho mọi người thôi, chứ còn thực ra là giảm giá kịch sàn luôn. Bởi vì sao? Bởi vì những chiếc âm ly này bên em giảm giá rất là mạnh. Thông thường thì những chiếc âm ly như thế này thì bên em sẽ vận chuyển thì thông thường nó chỉ mất đắt nhất là hơn 200.000 thôi đúng không ạ, nhưng mà đây nói là hỗ trợ mà giảm đến tận gần 1 triệu đồng cho một chiếc âm ly rồi, thì làm gì có chuyện nhà vận chuyển nào lại vận chuyển đắt như thế đúng không ạ. Đấy, đây nhá, đây toàn là những siêu phẩm bên em thôi, hot hit rất là nhiều luôn, bởi vì toàn là những chiếc âm ly công suất lớn mà giá thành cực kỳ phải chăng, rất là phù hợp với cả nhu cầu của các anh luôn nhá. Đấy, bởi vì sao? Bởi vì khi khách hàng đến trực tiếp cửa hàng của bọn em, đấy, đến trực tiếp cửa hàng và bảo là tức là anh muốn đầu tư tầm tiền tầm như thế này, gồm cả âm ly và cả loa, trong khoảng tầm là 6 đến 7 triệu, thì bên em bảo lần trước thì thật sự rất là cái đợt mà hàng ít ý, mà giá thành nó rất là cao, thì bên em bảo là với cái tầm tiền như thế rất là khó, trừ khi là anh mua dàn. Thì khách hàng bảo là không, anh không thích dùng dàn, anh chỉ thích dùng âm ly riêng với cả loa riêng, tức là ghép vào nghe cho nó hay, chứ dàn thì đôi khi nó lại bị thế này thế kia, anh không thích. Đấy, đấy là những cái nhu cầu mà khách hàng đến bên em, đấy, bày tỏ với bên em, và bên em hiểu rõ là khách hàng cần như này, khách hàng cần như kia. Thế nên là bên em đã giảm giá thành của âm ly để mọi người có thể phù hợp nhất, làm sao phù hợp nhất với cái nhu cầu kinh tế mà các anh muốn đầu tư nhá. Đấy. Dạ vâng, em nói lan man, nói nhiều quá. Sau đây thì em sẽ đi chi tiết hơn về từng âm ly một để các anh có thể dễ dàng lựa chọn nhất có thể nhá. Đây, đầu tiên em sẽ đi về chiếc âm ly phía bên trái này đi, ngoài cùng này nhá. Đây là một chiếc âm ly của Onkyo mọi người ạ. Đây, Onkyo. Đây là đây rồi. Onkyo 817RS nhá. Đây là một trong những dòng phải nói rất là khủng luôn. Và nó tức là nó thuộc dạng tầm trung rất là ok mà khách hàng đặt khá nhiều của bên em rồi. Bên em cũng bán những cái dòng này cũng thậm nói là không ít, bởi vì sao? Bởi vì cứ có khách hàng qua cửa hàng là họ đặt hàng và lựa chọn những cái dòng như thế này. Đây. Ở đây thì hôm nay em quay lô thì em lại không có thời gian để mở từng con một cho mọi người. Nếu anh nào có nhu cầu thì thích con này con kia thì mọi người có thể alo đến cho bên em. Số điện thoại của bên em là 0966 594 581, để bảo là em ơi anh cần xem nội thất bên trong của con kia, anh cần test con này con kia, thì mọi người đừng ngại cứ gọi điện đến thì bên em sẽ đáp ứng nhu cầu của mọi người nhá. Này, đây, nút tinh chỉnh này. Đấy mọi người thấy không? Mặt mũi của em nó này. Đấy. Đây là tổng thể của em ấy là màu đen nhá. Màu đen như này thì hầu hết phù hợp với tất cả các nội thất nhà mình rồi, như cái màu cổ điển rồi, không bao giờ sợ bị lỗi mốt. Đấy, rất nhiều cổng đầu vào cũng như cổng đầu ra để kết nối với các thiết bị khác nhau này. Âm ly Onkyo 817RS được sản xuất tại Nhật này. Đấy, sử dụng điện 100V, công suất là 175W, hai cầu AB cho các anh nhá. Và trở kháng của cầu thì đây. Đấy, trở kháng của từng cầu là từ 8 đến 16 ohm, của cả hai cầu thì là 16 ohm nhá. Đấy, tại nó nằm ở phía bên dưới này khó nhìn quá. Đấy, em đọc cho các anh rồi. Đấy. Đây, âm ly 817RS. Đấy, thì âm ly này em xin báo giá luôn nhá. Âm ly Onkyo 817RS này thì thông thường thì ở nhà em những chiếc âm ly này trước đây đã từng bán là 4,6 đến 4,7 cho một chiếc âm ly như này. Nhưng hôm nay nhà em sẽ để cho mọi người với cái giá sốc luôn. Sốc đến giải nhiệt luôn nhá, là 3.790.000 nhá mọi người nhá. 3.790.000 cho âm ly Onkyo 817RS, đời rất là khủng rồi. Anh nào mà hay am hiểu âm thanh thì chắc không còn lạ gì nữa về các đời, như đời 7 này, đời 5 hay đời gì đấy, thì đời 818, đời 8 này là đời khá là cao nhá. Đấy, công suất của em này là 175W nhá các anh nhá. Đấy. Tiếp đến thì em sẽ giới thiệu đến con âm ly tiếp theo phía đằng sau luôn nhá. Yamaha CAZ1. Đấy, con này phải nói là hàng kinh điển của bên em rồi. Đấy, đây các anh có thể nhìn thấy đây, nhìn phía đằng trước này. Đấy, các nút rất là đơn giản đúng không ạ, không quá là nhìn nó phức tạp hay là nó rối mắt. Nhiều lúc thì nhiều nút quá không phải là tốt đúng không, nhiều lúc quá đôi khi mình các bé hay là chị nhà hay là ai đó đi qua lại vặn qua vặn lại, thì đôi khi mình lại phải mất thời gian mình nhìn xem là nó đang ở chế độ nào. Nhưng mà ít nút như thế này mình chỉ cần nhìn qua một cái, mình nhìn tổng quát qua là mình đã biết là nó đang ở chế độ này, nó đang ở chế độ kia rồi đúng không ạ, và mình chỉ cần điều chỉnh lại một chút là ok ngay.
Đấy. Nhưng mà ít nút như thế này nhưng vẫn đầy đủ mọi tính năng cho mọi người nhá. Đấy, điều chỉnh bass tab này, các chế độ đầu vào này, bờ lăng này, volume này. Đấy, và drag out tức là chỉnh các chế độ nha. Đấy. Đây phía tổng quan về âm ly CAZ1 nhá. À, và những cái âm ly này thì thường là size của nó là size truyền thống, size cơ bản rồi, đều là 42 hết nhá mọi người nhá. Đấy. Đấy, cổng đầu vào cũng như cổng đầu ra này. Đấy. Ở đây thì đây kết nối loa ở đây. Ở đây thì chỉ có một cầu thôi mọi người ạ. Trở kháng là từ 4 đến 16 ohm, công suất của âm ly là 80W, sử dụng điện 100V. Cái này thì em không thấy được ghi là sản xuất tại đâu cả. Nhưng mà thường thì những hàng nội địa Nhật, em quay rất là nhiều sản phẩm rồi, thường là hàng nội địa Nhật, hàng trong nước thì thường nó sẽ không ghi là sản xuất tại đâu cả. Đấy là em cũng phải nói luôn, giải thích luôn để cho những cái những anh nào mà đang muốn mua sản phẩm này nhưng lại lăn tăn về nước sản xuất thì em cũng xin nói rõ luôn là như thế nhá. Đấy. Thì với chiếc âm ly như thế này thì em nói thật mọi người, các anh về chỉ cần ghép thêm đôi loa nữa thì em đảm bảo mọi người nghe chất âm gọi là phê thôi rồi, hay hơn rất là nhiều so với việc là mọi người nghe dàn. Và việc sử dụng của nó thì lại rất đơn giản, đấu nắp đơn giản, đấy, cắm nối các thứ đều đơn giản hết nhá, không quá phức tạp cho mọi người. Đôi khi thì dàn lại thớt này thớt kia, đấu lắp dây như thế này như thế kia, đôi khi mình lại phải mất thời gian mình suy nghĩ, mình nhớ để lắp đúng không ạ. Đấy, nhưng đây không hề cần thiết như vậy nhá. Đấy, rất là đơn giản luôn. Thì chiếc âm ly CAZ1 này thì em hôm nay xả sốc nhá. Hôm trước thì em quay hình như mới cách đây mấy hôm em quay là 2.3 triệu 2.4 triệu xả, nhưng hôm nay em sẽ để cho mọi người với giá là 1.900.000 nhá mọi người nhá. Đấy, thật sự bên em chưa, từ trước đến nay thật sự là từ trước đến nay chưa có một âm ly nào giá dưới 2 triệu đồng nhá. Đấy, nhưng mà qua cái đợt này nóng và hơn nữa thì hỗ trợ vận chuyển tối đa cho mọi người luôn, giảm giá sốc cực nhiều. Đợt này mà các anh không mua nữa thì em nói thật không có đợt nào mọi người có thể nắm được cái giá tốt như thế này. Đấy, và cũng không có cái đợt sau mà có những hàng như này, bởi vì đây là những hàng tức là nó bị lẻ sót lại, còn đấy thì bên em mang ra đây để quay lô cho mọi người để mọi người có thể dễ dàng lựa chọn, và giá gọi là sốc nhất từ trước đến nay, giảm nhiệt sốc từ trước đến nay nhá. Còn sau này thì cái giá này thì sẽ không có cái giá này nữa, mọi người lưu ý giúp em nhá. Em chỉ áp dụng duy nhất trong cái video này và áp dụng duy nhất chỉ có một con thôi, bởi vì nhà em cũng không đếm, bây giờ vào trong nhà cũng không bới được chiếc thứ hai, các loại mã ở đây không có chiếc thứ hai nhá, chỉ duy nhất một con thì hôm nay nhà em mang ra. Đấy, nên mọi người lưu ý giúp em, chứ sau này các anh lại bảo là hôm trước nhà mày quay con này mới có dưới 2 triệu rẻ như thế mà hôm nay mày phải báo anh tận 2 triệu mấy. Đấy, nên mọi người lưu ý. Rồi, tiếp đến là một em phải nói rất là khủng luôn nhá. Ôi này, khủng long bạo chúa đây mọi người nhìn không? Này. Đây, hai em nằm bên cạnh đấy. Thật sự chắc chỉ là cháu thôi, chắc đây phải là bà hoặc là ông mất. Đấy, rồi siêu to khổng lồ luôn. Đây, size của âm ly thì cũng là size 43 rồi. Độ sâu của âm ly, ôi độ sâu 40 luôn nhá. Chiều cao của âm ly này, ôi chiều cao lên đến 18 luôn nhá. Rất là dày luôn nhá các anh nhá. Đây là chiếc âm ly, em nhìn qua thì như là âm ly 5.1 hay gì đấy. Nó rất là khủng đây. Yamaha AX 457 nha mọi người nhá. Đấy. Đây mọi người thấy không? Toàn bộ em quay âm ly ở đây, không bao giờ có âm ly nào mà có đèn led ở trước mặt, đúng không ạ? Mọi người thấy điểm nhấn của em hay chưa? Đấy. Đấy các anh, rất cái này rất là tiện lợi cho mình. Đấy, đang ở chế độ nào, đang dùng cái gì hiển thị ngay trên đây. Không phải nhớ là đi tìm lại từng nút, hình như là đang ở cái này, đang ở cái kia, đúng không ạ? Đấy, rất là tiện lợi luôn. Đấy, anh nhìn ở đây thì cũng đã có hai cầu AB cho mọi người này, AB này. Đấy, và em gọi là cái gì nhỉ, chi mừng nhất là cái màn hình led này. Đấy, với màn hình led như thế này thì nó rất là tiện lợi trong quá trình mình sử dụng. Đấy, ở đây thì em lại nếu mà tháo từng này âm đi thì nó hơi mất thời gian, nhưng mà đây nhìn ở đây thì thấy cái nguồn của nó rất là to luôn. Đấy, hàng khủng mà mọi người ơi, nhìn nó như kiểu khủng long bạ chúa so với cả các con kia luôn ý. Đây, quên lại đưa tay vào màn hình. Đấy, đây nhá, ui trời, đây, ui mọi người nhìn thấy cầu rắc loa không? Ui, nếu mà em đếm ra nào, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nếu mà kết nối hết loa thì phải được tận 8 loa cơ mọi người à. Nhưng mà đây thì là loa phorong này, loa surround này, loa center này. Đấy, tức là đây là một kiểu là thuộc dạng kiểu âm ly 5.1 ấy mọi người. Tức là các anh biết rồi đấy, âm ly thông thường thì chỉ có hai cầu AB thôi, nhưng âm ly 5.1 thì nó sẽ bao gồm là loa phorong, tức là hai loa ở phía trước. Nhưng mà ở đây em thấy này, phorang ở đây tận có 4 chiếc loa, nếu mọi người nếu mà đấu được thì có tận 2 phorang. Phorang thông thường thì chỉ có 2 chiếc thôi nhá, nhưng phorang này có tận tức là nó chia cho cầu AB riêng biệt luôn. Đấy, ngoài ra thì có cả loa surround, loa center và loa surround luôn.
đấy rất là nhiều nhá, tức là nó sẽ tạo cho mình một vòng âm thanh, hai loa frang ở hai bên này, loa center ở giữa và hai loa surround ở hai bên. Đấy nó sẽ tạo cho mình một cái vòm âm thanh nghe nó rất là chỉn chu, rất là hoàn chỉnh luôn nhá. Đấy. Đây, rất nhiều cổng đầu vào cũng như cổng đầu ra để mọi người tha hồ ghép nối với các thiết bị luôn. Đấy có cả cổng subwoofer để kết nối với cả sub điện luôn. Đấy, quá hoàn chỉnh cho một chiếc Amply 5.1 ở đây. Ui. Trời ơi, cái gì thế này? Trời ơi. 1 2 3 4 4 cổng quang cơ mọi người ạ. Không những là hai cổng quang, ba cổng quang mà lên đến tận 4 cổng quang luôn. Quá là đỉnh cho một chiếc Amply như thế này nhá. Đấy. Đây, cổng quang luôn. Đấy. Đây, tuner nghe được đài FM luôn. FAM, FM. Trời ơi, quá là chất cho một chiếc Amply như thế này mọi người. Còn có gì để mà sánh bằng một chiếc Amply này nữa. Đây, em quay ở đây đây. Rất là nhiều Amply đúng không ạ? Nhưng thông thường là mọi người sẽ chỉ có rất nhiều cổng đầu vào để mọi người kết nối với cả thiết bị âm thanh và nghe nhạc qua điện thoại máy tính thôi đúng không? Nhưng đây có cả cổng quang luôn. Cổng quang là gì? Để rẻ mã trực tiếp từ TV xuống. Đấy, nghe được đài FM. Ôi dồi ôi. Ôi không có gì để mà diễn tả cho một chiếc Amply khủng long bạ chúa này, cực đỉnh nhá mọi người nhá. Thông thường anh biết rồi đấy, những bộ dàn Amply thông thường khác thì mọi người chỉ cần cắm loa vào và mọi người bắt buộc phải mua thêm một cái giải mã để cắm trực tiếp giải mã từ TV xuống đúng không ạ, và lấy tín hiệu từ giải mã để cắm vào Amply. Nhưng không, đây không cần thiết là phải có giải mã nhá mọi người nhá. Đấy, mọi người cắm trực tiếp dây quang từ đây xuống luôn đấy. Và Amply nào mà lại có được đài FM chỉ duy nhất có Amply 5.1 thì mới có thôi nhá mọi người nhá. Đấy, duy nhất những cái loại này 5.1 này mới có, còn những loại khác thì không hề nhá. Muốn nghe đài FM thì phải mua đài riêng đúng không ạ, mua những cái băng các cục cassette hay là nghe những cái đài sách tay gì đấy riêng chứ không hề có trong Amply đâu nhá. Đấy, đây ngoài ra thì ở đây còn video này kết nối để nếu mà các anh cần làm việc ở đây, đây như kiểu cổng HDMI cắm trực tiếp từ TV xuống hay là từ máy tính của anh đấy. Đây, trở kháng của từng cầu đây nhá. Đấy, của cầu A của từng cầu là từ 6 ohm đến 12 ohm, của cả hai cầu cộng lại thì nhỏ nhất của nó là 6 ohm luôn. Đấy. Amply Yamaha AX457 sử dụng điện 100V, công suất là 250W, được sản xuất tại Malaysia cho các anh nhá. Đấy, quá là chất lượng luôn. Trời ơi, rất là đỉnh cho một chiếc Amply như thế này, em phải nói là rất là khủng luôn nhá. Đấy. Thì em xin báo giá luôn cho chiếc Amply AX457 này. Thì Amply này em sẽ để cho mọi người cái giá. Em mà đọc giá xong mọi người đúng sốc nhá. Em nói thật mọi người là như thế. Đấy, mọi người thấy không? Rất là nhiều tính năng, đa tính năng như thế mọi người đoán, mà công suất là 250W, mọi người đoán xem chiếc Amply này có giá là bao nhiêu. Mọi người đoán đi ạ. Đấy, thông thường mấy chiếc Amply mà khủng long bạ chúa này thì chắc sẽ phải rơi, nếu mà rẻ thì cũng phải rơi vào tầm 29 đúng không ạ? Mà đắt thì cũng phải tầm 35-36. Đấy là giá em nói thế, nhưng mà thực ra đấy là giá kiểu tầm trung, tầm rẻ rẻ rồi đúng không ạ? Nhưng hôm nay tại cửa hàng Nguyên Vũ Audio nhá, em sẽ xả giá sốc cho mọi người nhá. 1 triệu đầu một mọi người ạ. 950.000 nhá. Ôi, thật sự quá là rẻ, không thể rẻ hơn được nữa luôn, em nói thật với mọi người. Ai không mua con này em nói tiếc đứt ruột, không có cơ hội lần hai, em đảm bảo với mọi người thế. Đấy, tiếp đến thì là một chiếc Amply của thương hiệu nổi tiếng Denon. Đây, màu đây là màu vàng gold nhá các anh nhá. Đấy, mọi người nhìn thấy. Đây, đây là màu xám này, màu kiểu màu cho xám, còn đây là màu vàng gold thì rất là sang luôn. Anh nào ở nhà mình mà kiểu phòng khách mà rộng rộng một tí mà trông mà màu nó lại sáng ấy, đặt con này ở giữa nhà thôi đảm bảo bạn đến chơi nhà ngạc nhiên vô cùng luôn nhá. Đấy, đấy. Rồi, trời ơi, rất là đẹp, màu rất bắt mắt luôn. Đấy. Đây, tổng quan về Amply phía sau đây nhá. Rất nhiều cổng này, phono, tuner, CD, AUX này. Đấy, rất là nhiều luôn. Đây, hai cầu AB nhá. Đấy. Trở kháng của từng cầu thì đây. Đấy, của từng cầu là từ 4 đến 16 ohm, của cả hai cầu cộng lại là từ 8 đến 16 ohm nhá. Chi tiết về Amply Denon PMA 39045 mã, sử dụng điện 100V, công suất của cục là 135W. Đấy mọi người thấy không? Đấy, nếu như nó không có dòng chữ này thì mọi người còn lăn tăn là nó được sản xuất tại đâu đúng không ạ? Đấy, chữ Nhật mà, nội địa Nhật mà, made in Japan luôn nhá. Đấy. Amply này là một trong những dòng đời rất là hiếm nhá, mặt mũi này. Ngoài theo, nó là thuộc dạng mặt phay nhôm nguyên khối như thế này. Đấy. Thông thường thì những cái Amply khác thì nó sẽ ghép mảnh rời vào với nhau ấy. Như đây là kiểu thuộc dạng là nguyên khối. Đấy, rất là đặc biệt cho một chiếc Amply này luôn. Thì Amply Denon này thì em sẽ để cho mọi người giá là bao nhiêu nhỉ? Vì lần trước em bán con này hình như là 4647 thì hôm nay em sẽ để cho mọi người giá bao nhiêu đây? Thôi nhá,
hôm nay nguyên hôm nay thôi nhá, nguyên video này nhá. Chứ nếu mà áp dụng nhiều thì thật sự không 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 thể nào mà lại được mất, chắc không hôm sau cứ áp dụng rồi mãi cái giá này thì chắc nhà em phải đóng cửa hàng vì không đủ tiền trả tiền mà bằng mất. Đấy nhá, chỉ riêng con này trong video này thôi nhá, một canh nhá là 3.850.000 nhá. Đấy, 3.850.000. Thật sự mọi người lỗ luôn. Em mà nói lỗ các anh không tin đâu, đúng không ạ? Đấy. Tiếp đến là chiếc âm ly Victor của hãng Victor. Đây rồi. Đấy, ba tép này, bờ lăng này. Đấy, lao lớt này, rất là nhiều chế độ luôn. Victor là một thương hiệu quá là nổi tiếng rồi, chó ngồi nghe nhạc, chó thổi kèn, rất nhiều tên gọi luôn nhá. Đấy, mọi người biết là cái con chó là một trong những con rất là năng động đúng không ạ? Nó không ít khi nó nằm im một chỗ lắm, mà bảo nó nghe nhạc thì em nghe thấy nó cũng lạ, nhưng mà đây thương hiệu, tức là họ nói đây là chất lượng của nó rất là tốt, chất âm thanh của nó rất là hay, ngay cả đến động vật cũng thích nghe nhạc nhá. Đấy, những động vật là tức là cái nó không có hiểu biết này, không biết lắng nghe những cái gì hay nhất mà ở đây nó còn nằm nghe nhạc được, đúng không ạ? Đấy, chứng tỏ là âm thanh của nó rất là hay luôn. Đây, đây rất nhiều cổng đầu vào cũng như cổng đầu ra này. Đây, đây nhá, ở đây thì có một cầu cho các anh. Đây, chở kháng là từ 4 đến 16 ohm này. Victor S11 sử dụng điện 100V, công suất là 82W. Cục thì được sản xuất tại Nhật nhé mọi người nhá. Đấy. Thì cái cục Victor S11 này thì em sẽ để cho mọi người cái giá là 1.790.000 nhá. Đấy. Thật sự quá là sốc luôn rồi, không thể nào còn cái giá sốc hơn được nữa. Bởi vì thông thường những chiếc âm ly này nhà em bán rẻ nhất cũng đầu 2 chứ không bao giờ có chuyện đầu 1 đâu các anh ạ. Đấy mà hôm nay giảm giá sốc đến tận còn 1.790.000. Đấy, các mọi người mà không mua thì thật sự tiếc vô cùng. Em nói thật, giá này giá quá tốt luôn. Em nói là giảm giá nhưng thực chất là toàn để giá thợ cho mọi người thôi. Khách hàng của bên em nhá, khách hàng của bên em luôn luôn nhận được những cái ưu đãi mà không khác gì các anh thợ. Mặc dù anh thợ mua với số lượng lớn, mua với số lượng nhiều thì mới áp dụng được giá đấy. Nhưng mà nhà em thôi, miễn sao khách hàng cũng là những người thợ đúng không ạ? Mình chỉ cần bớt chút thời gian của mình ra, mình lau chùi lại một chút, mình vệ sinh lại một chút là mình lại có cái giá cực kỳ tốt rồi, đúng không ạ? Còn các anh thợ thì về giá này quá tốt rồi, các anh không còn lạ gì nữa. Mọi người có thể mua về sửa sang lại một chút là bán được với giá cao hơn rất là nhiều nhá. Tiếp đến là một chiếc âm ly cuối cùng. Đây, quá là đình đám và tên tuổi rồi. Âm ly Sansui Alpha 507i nhá mọi người nhá. Đấy, dòng cực đỉnh luôn này. Đấy, mặt này, mặt gương nhìn rất là sang luôn. Màu này, trời ơi, quá là đẹp luôn. Đấy, Alpha 507 là một trong những dòng đời rất là cao luôn rồi. Đây, chi tiết về âm ly đây. Đấy, phía sau này. Đấy. Âm ly 507, Alpha 507i sử dụng điện 100V, công suất của âm ly là 175W nhá. Đấy. Hai cầu AB rắc không? To khủng bố luôn. Ở đây thì trở kháng là từ 6 đến 16 ohm nhá các anh nhá. Đấy. Đó. Đây, đây kết nối ở đây. Đấy, thì chiếc âm ly Alpha 507i này thì hôm nay em sẽ để cho mọi người giá sốc luôn là 3.490.000 nhá. Còn con này ở ngoài thị trường bán cho mọi người không dưới 4.600.000. Em đảm bảo với mọi người như thế, nên mọi người không tin mọi người có thể đi tìm hiểu. Đấy, đây là tổng quan về toàn bộ âm ly em vừa quay cho mọi người nhá. Toàn hàng khủng, giá rẻ vô cùng luôn, em đảm bảo. Em nghĩ là nếu mọi người sau cái video này mọi người mà không lựa chọn được một chiếc âm ly nào cho mình, đấy, nếu như các anh đã có rồi thì mình có thể mua về nhà cho ông bà bố mẹ, hoặc mình có thể giới thiệu bạn bè, bởi vì giá nó quá là sốc luôn. Đấy, không thể sốc hơn được nữa. Đấy, thì em xin nhắc lại một lượt qua về các âm ly để mọi người có thể nắm rõ nhá. Đấy, âm ly Onkyo 817RS, công suất là 175W, giá là 1.790.000 này. Tiếp đến là âm ly Sansui Alpha 507i, công suất của âm ly này cũng là 175W, giá là 3.490.000. Victor S11 đấy. Đấy. Công suất là 82W. Giá là 1.790.000. Đấy. Đề nông 390-45 mã. Công suất 135W nhá. Giá là 3.850.000. Đấy. Âm ly khủng bố siêu to khổng lồ Yamaha AX457, công suất 250W.
giá 1.950.000 nhá, quá sốc luôn. Đấy, tiếp đến là Yamaha CAZ1. Con này thì công suất 80W, em để cho mọi người giá là 1.900.000. Đó. Mọi chi tiết thì mọi người liên hệ ngay với em nhé. Số điện thoại của bên em là 0966 591 581. Địa chỉ cửa hàng em thì tại số 57A phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Đấy, mọi chi tiết mọi người cứ liên hệ trực tiếp để được hỗ trợ và giải đáp nhanh nhất. Đấy, còn các anh có thể ghé qua trực tiếp cửa hàng để xem về sản phẩm nhé. Dạ vâng, em xin cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và theo dõi video của bên em. Em xin chào và hẹn gặp lại ạ.